Thành Công và Thủy Ngân xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên Từ Kệ Số phát sóng vào lúc 6 giờ mỗi ngày trên kênh ATV của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Nhâm Dần, chương trình có những thông tin đáng chú ý. Nhiều dự án đường bộ được khởi công góp phần giải tỏa ách tắc giao thông ở An Giang. An Giang xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Bùi Tường, sinh năm 1969 cầm đầu. Thành phố Hồ Chí Minh còn 28 phường xã chưa phủ vaccine theo quy định của Bộ Y tế và bị Bộ Y tế quyết định. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các địa phương về triển khai các dự án kết cấu hạ tầng đường bộ khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu tỉnh An Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo các ngành liên quan tham dự. Trong 6 dự án đường bộ mới triển khai giai đoạn 2021-2025 khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh An Giang có một dự án tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cần Thơ. Và đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, tỉnh An Giang có dự án cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng đi qua các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng. Những dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông này có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Tây Nam Bộ. Các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng. Tháng 1 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, An Giang. Dự án này có quy mô cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều dài 15,3 km, tổng mức đầu tư 2.106 tỷ đồng. Bộ cũng sẽ khởi công xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Dự án được khởi công đã đem lại niềm vui rất lớn cho nhân dân tỉnh An Giang. Bên cạnh niềm hân hoan trên, thời gian tới, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai dự án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Dự án có nghĩa quan trọng để phá thế độc đạo của quốc lộ 91. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, đây là những dự án kỳ vọng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương mà còn tăng sức bật cho thị trường bất động sản khu vực Tây Nam Bộ và các tỉnh nói riêng. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ lựa chọn đầu tư những công trình trọng yếu mang tính đột phá, có thể phát huy hiệu quả ngay, nhằm kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, tăng cường kết nối đồng bộ hệ thống giao thông cho các vùng, khu kinh tế động lực, cảng hàng không cửa ngõ để từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo ra sức bật đột phá cho nền kinh tế vùng. Bí thư huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao đã đến tham quan vườn trồng sầu riêng sử dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel của ông Võ Văn Em tại ấp Long An, xã Long Kiến. Đây là mô hình trồng sầu riêng hiệu quả gần 10 năm với diện tích 11 hectare trên vùng đất cù lao ông Chưởng đang chờ cấp mã cốt với hai loại giống chủ lực là sầu riêng Ri-Sáo và Monthon. Ngay từ khi gieo trồng, ông Em đã áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng an toàn. Công nghệ tưới nhỏ giọt, sử dụng phân bón hữu cơ nên hạn chế được các loại sâu bệnh, tạo chất lượng trái thơm ngon đặc trưng. Dự kiến đến tháng 5 này, vườn sầu riêng của ông Em sẽ cho thu hoạch khoảng 50 tấn trái. Sau khi tham quan, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đánh giá cao mô hình. Đây là bước tiến mới của nông dân thời hội nhập, tiên phong trong việc chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang loại giống mới, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào canh tác cho thu nhập cao. Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương và ngành chuyên môn đặc biệt quan tâm hỗ trợ thủ tục cấp mã cốt, đăng ký sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản địa phương. Trước tình trạng bệnh nhân sau khi mắc COVID-19, dù đã hồi phục nhưng sau vài tháng vẫn còn tồn tại hàng loạt các triệu chứng, phổ biến nhất là khó thở, mệt mỏi và rối loạn giấc ngủ và khó tập trung, trầm cảm và lo lắng. Để tư vấn hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có các triệu chứng trên, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vừa đưa vào hoạt động phòng khám điều trị các triệu chứng cho người mắc COVID-19 sau khi đã khỏi bệnh. Phòng khám hậu COVID-19 được thành lập với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người bệnh trong tiến trình hồi phục sau khi mắc COVID-19. Tại đây, bệnh nhân sẽ được khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, dược lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc COVID-19, nhất là những người từng bị COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh COVID-19. Hậu COVID-19 hay COVID-19 kéo dài được định nghĩa là khi một người có các triệu chứng COVID-19 dai dẳng nhiều hơn 12 tuần kể từ khi được test dương tính. Các triệu chứng thường gặp như khó ngủ, khó thở hoặc cảm giác hụt hơi, đau cơ, đau khớp hay quên, lơ đãng.
Hiện nay, mỗi ngày, bình quân có từ 15 bệnh nhân đến tư vấn tầm soát và điều trị các triệu chứng hậu COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 này, huyện Tri Tôn tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng không được lơ là trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện nay, các hoạt động dịch vụ kinh doanh trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường, nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Các phòng, ban ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn theo chức năng nhiệm vụ được giao đang tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp, thực hiện nghiêm các biện pháp 5K cộng vaccine, đồng thời rà soát các phương án phòng chống dịch, rút kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể để chủ động phòng chống kiểm soát tốt dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe người dân. Đối với hoạt động của doanh nghiệp, huyện tiếp tục tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn phải đảm bảo công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, đảm bảo sức khỏe người lao động trong điều kiện dịch bệnh vẫn còn. Trên cơ sở triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, việc khai thác và phát huy triệt để mọi tiềm năng, lợi thế sẵn có, kinh tế của huyện Tri Tôn trong năm 2022 hứa hẹn sẽ đạt nhiều kết quả tích cực. Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2022, VNPT An Giang phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Châu Đốc tổ chức lễ trao tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố năm học 2021-2022. Nhằm giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, VNPT An Giang đã trao tặng 29 chiếc máy tính bảng cùng với SIM 4G với gói data ưu đãi. Máy có đầy đủ chức năng phục vụ cho việc học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đây là đợt thứ 3 của VNPT An Giang thực hiện theo chương trình Sóng và Máy tính cho em, qua đó nhằm tiếp thêm động lực giúp các em học sinh có điều kiện tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng, vượt qua mọi khó khăn, đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022. Vụ đông xuân này, toàn huyện Phú Tân xuống giống 47,5 hectare đậu nành rau, tập trung tại 3 xã Tân Trung, Phú Xuân và Hiệp Sương. Đến nay thì bà con nông dân trên địa bàn cũng bắt đầu thu hoạch với năng suất tương đối ổn định, giá cả hợp lý nên nông dân rất phấn khởi. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, ít sâu bệnh gây hại nên cây đậu nành rau phát triển tốt, trái to, hạt đều, đảm bảo năng suất dao động từ 1,5 đến 1,7 tấn một công, giúp cho người trồng đậu nành rau có nguồn thu khấm khá. Nhiều bà con nông dân chia sẻ trong vụ đông xuân này, đầu ra của sản phẩm được liên kết tiêu thụ, giúp cho bà con nông dân an tâm canh tác cũng như nắm chắc lợi nhuận. So với các loại cây trồng khác, cây đậu nành rau được nông dân ưu ái vì đảm bảo đầu ra ổn định, giúp nông dân an tâm sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế. Đây còn được xem là loại cây trồng chủ lực ở Hợp tác xã Tân Trung, mang lại thu nhập ổn định cho nông dân. Thưa quý vị và các bạn, vụ lúa đông xuân của bà con nông dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên đang vào giai đoạn quan trọng quyết định năng suất cây lúa, nên bà con càng bám sát ruộng đồng cũng như tăng cường các biện pháp phòng bệnh, xử lý kịp thời cho cây trồng để vụ mùa đạt chất lượng và cho năng suất thu hoạch cao. Theo kinh nghiệm của nông dân, những ngày trước, trong và sau Tết, khí hậu từ se lạnh chuyển sang ấm áp dần là điều kiện thích hợp cho nhiều loại dịch bệnh sâu hại phát triển nhanh. Vì thế, bà con nông dân luôn dành thời gian cho việc thăm đồng, theo dõi mật độ sâu rầy hại lúa. Bởi cả năm chỉ có vụ đông xuân là cho năng suất và lợi nhuận cao. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên nông dân phấn khởi vì diện tích lúa hiện nay phát triển khá tốt. Ngày Tết mình, ví dụ mà có công chuyện gì mình phải nhín chút thời giờ để ra thăm đồng để khi nó có rủi ro. Lúa gần chín mà nó rủi ro, cái nó bị rầy, bị này kia thì nó thất thu của mình. Tết thì cũng lo việc Tết nhà, nhưng mà ngoài đồng cũng đi khai nước đồ thường xuyên, ngoài đồng chăm sóc chứ không phải bỏ công chuyện đồng ruộng đồ. Thì thôi cũng đây cũng có anh em cũng đi cũng thăm đồng vậy đó, này kia cũng góp ý kiến nhau. Vụ lúa đông xuân năm 2021-2022, toàn thành phố Long Xuyên xuống giống dứt điểm trên 5.000 hectare lúa và màu là hơn 149 hectare. Hiện nay, lúa ở giai đoạn đẻ nhánh 119,3 hectare, giai đoạn làm đồng trổ 3.564,1 hectare, trổ đều 627 hectare, giai đoạn chính 691,3. Qua thăm đồng và đánh giá của đoàn cán bộ kỹ thuật thăm đồng trong những ngày sau Tết, trên đồng đang xuất hiện một số dịch hại với mức độ gây hại từ nhẹ đến trung bình.
cục bộ nặng chồm đốm như sâu rầy nâu, mũi hành, sâu cuốn lá, rầy cánh trắng, bền đầu ôm, giăng lá chín sớm đang có xu hướng phát triển mạnh thêm, đặc biệt là trà lúa cuối. Mặt khác, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đêm và sáng sớm có sương mù là điều kiện thích hợp cho dịch hại phát sinh và gây hại mạnh trên các trà lúa đang đẻ nhánh, đồng trổ của bà con nông dân trên địa bàn. Đồng hành cùng bà con nông dân, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Long Xuyên khuyến cáo bà con cần thường xuyên thăm ruộng lúa nhằm kịp thời phát hiện và chủ động phòng trừ một số đối tượng dịch hại, đảm bảo vụ mùa đạt năng suất cao. Đối với cái đối tượng rầy nâu thì bà con chúng ta cũng nên thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm cái rầy nâu để chúng ta có cái hướng phòng trị tốt. Thì đối với rầy nâu thì khuyến cáo bà con chúng ta khi thăm đồng thì phát hiện rầy cám từ cái tuổi 1 đến tuổi 3, thì trên cái con rầy nâu bà con chúng ta thấy nó từ cái màu nhã sang màu vàng cho đến màu vàng nâu thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý. Thì đối khi xử lý rầy nâu thì bà con chúng ta nên xem mật độ, thì nó khoảng từ 3 con trên tép thì bà con chúng ta mới tiến hành xử lý cái rầy nâu. Thì bên cạnh đó thì cái đối tượng hiện nay thì cái mũi hành cũng đã xuất hiện trên cái địa bàn thành phố Long Xuyên, nhưng mà xuất hiện trên cái những cái trà muộn. Thì đối với cái mũi hành thì cái tỷ lệ xuất hiện nó cũng khoảng từ 15% cho đến 20%. Thì nó trên những cái chồi vô hiệu, thì đối với cái mũi hành thì hiện nay qua cái thăm đồng thì đấy nó cũng đảm bảo cái năng suất. Bên cạnh đó, ngành chuyên môn thành phố và địa phương tiếp tục chủ động dự báo tình hình sâu bệnh để bà con nông dân phát hiện sớm, xử lý kịp thời khi có đối tượng sâu bệnh xuất hiện, không để sâu bệnh lây lan trên diện rộng gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, qua đó đảm bảo một vụ lúa đông xuân thắng lợi cho bà con nông dân trên địa bàn thành phố. Ngày 16 tháng 2, Tòa Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 Tường, sinh năm 1969, cầm đầu. Các bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại khoản 3, điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015, gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Thanh Sang, sinh năm 1982, Hồ Tuấn Linh, sinh năm 1981, Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984, Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991, cùng ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24 tháng 6 năm 2019, lực lượng biên phòng An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới Rạch Chắc Ri thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc, phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi thuyền máy bằng chất liệu composite chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, 4 người nói trên bỏ lại phương tiện rồi chạy về phía Campuchia, ném lại một túi bên trong có chứa 470.000 đô la Mỹ. Đến ngày 6 và ngày 9 tháng 7 năm 2021, Sang và Linh ra đầu thú. Các bị cáo Lê và Minh đã bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51 kg vàng vừa xảy ra ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Quân, cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 đô la Mỹ cùng với Sang và Linh. Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê Minh khai nhận khoảng năm 2018, Sang Lê Minh làm thuê cho Kim Hạnh, tức 10 Tường, còn Linh tự là Phong làm thuê cho Xuyến, chị của Hạnh. Trong thời gian trên, các bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho chị Hạnh từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 đến 4 triệu đồng trên một tháng. Riêng bị cáo Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số đô la Mỹ trên về Việt Nam. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trên Từ Cửa Sổ sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.